Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục rang Arabica đến từ trạm hoành cầu đất đây. Hôm trước thì mình cũng có rang một mẻ nhưng mà cái kết quả của nó thì chưa được như ý lắm. Hôm nay mình sẽ có một số cái tinh chỉnh cho cái quá trình rang của mình để cái kết quả nó đạt tốt hơn. Đây là cà của đợt trước. Nhìn bên ngoài ngoại hình thì khá là ok nhưng mà cà có hiện tượng một số hạt bị tươm dầu. Với hai là màu của cà thì nó đậm hơn so với cái mục tiêu của mình đề ra. Hôm nay thì mình vẫn lấy trọng lượng mẻ rang là 120 gram. Mình sẽ tiếp tục khởi động máy trong vòng khoảng từ 2 đến 5 phút để cho cái trống rang nó nóng. Mình đã tập 4 giờ, dự kiến mẻ rang ngày hôm nay của mình cũng sẽ khoảng tầm 6 phút rưỡi đến 7 phút thôi. Sau khi mà mình quen với cái mức độ nhiệt của cái bếp ga này thì mình nhận thấy rằng là trong các mẻ rang trước của mình đều bị quá nhiệt do cái ngọn lửa của mình nó hơi lớn quá. Lý do là sao? Vì hôm trước là lúc mà mình chuyển nhà thì cái mâm lửa của cái máy bếp ga này nó bị mất. Thì đâm ra là cái anh và bán ga anh lại tặng cho mình một cái mâm lửa khác của bếp ga Rinnai lắp vừa vô, nhưng mà cái ngọn lửa nó lại đều và nó lại mạnh hơn. Nên là bây giờ mình phải chỉnh lại cái setting của ngọn lửa từ đầu để cái lượng nhiệt lượng nó cấp cho cà nó vừa đủ thôi, nó không bị quá nhiệt.
khoảng 4 phút cà bắt đầu chuyển một màu xanh sang màu vàng rồi. Khá là vàng rồi. Bắt đầu chuyển dần đi vào giai đoạn chuyển qua màu nâu. Hôm nay mình sẽ canh trước crack 1, mình sẽ giảm cái nhiệt lượng xuống. Khoảng 6 phút thì cà sẽ bắt đầu vào crack 1 nữa. Nên là mình sẽ canh trước. Rồi, bây giờ mình giảm về mức minimum rồi. Và hôm nay thì mình sẽ ra cà sớm hơn hôm trước một chút để đạt cái độ rang lai. Hôm trước màu vẫn bị đậm. Bảy phút rồi nhưng mà vẫn chưa vào crack. Bây giờ mới chính thức vào crack. Hương lên rất là tốt. Sẽ cho ra sớm. Đấy là mình kết thúc ở khoảng tầm là 8 phút rưỡi.
do đợt này thì mình giảm cái nhiệt lượng cấp cho cà, thời gian nó sẽ kéo dài ra một chút. Cà đợt này mình ra thì nó nhạt màu hơn. Đây là một hạt cà. Màu nó nhạt hơn và nó hơi vằn vện một chút. Các cái hạt size khác nhau. Bây giờ mình sẽ rang thử thêm một mẻ nữa để xem này lần này mình có làm tốt hơn không. Bây giờ thì mình sẽ rang thử thêm một mẻ nữa để xem lần này mình có làm tốt hơn không. Mẻ rang mình vẫn sẽ lấy là 120 gram. Lần này thì chắc chắn là cái chống rang nó sẽ nóng hơn đợt trước. Đưa ngọn lửa về cái mức khoảng 60% so với cái tổng công suất của bếp ga. Bắt đầu bấm giờ rồi. Cà này thì mình sẽ làm nguội và mình sẽ chuyển qua một cái khác để mình đựng. Mình có khá là nhiều túi. Đây là mình lấy xong cái mẻ vừa mới rang đây, cho vào túi. Mình sẽ để ở đây. Đợt này thì chắc chắn là cà nó sẽ nhanh đạt hơn, nhanh ra hơn. Bởi vì cái ngọn lửa và cái chống rang nó đã nóng sẵn rồi. Cái ngọn lửa của mình thì nó đã được chỉnh hơi nhích hơn so với cái setting ban đầu của
mẻ trước một chút. 2 phút, gần 3 phút nó bắt đầu có khói đấy rồi. Cá đang chuyển từ xanh sang vàng. Tức là lúc đó là cũng kết thúc cái giai đoạn làm khô. Mẻ này thì mình sẽ muốn rang vào khoảng tầm 7 phút đến 7 phút rưỡi thôi, chứ không lên đến 8 phút rưỡi như mẻ trước. Cá đã chuyển vàng hết rồi và bắt đầu đi vào giai đoạn nâu. Cái lượng khói lại bốc lên. Mình sẽ giảm cái nhiệt về minimum tầm 5 phút mình giảm. Cái máy này nó cứ bị trôi do là cái chân nó trơn. À, mới có 5 phút rưỡi mà đã bắt đầu crack rồi. Cái mẻ trước là phải 6 phút rưỡi, 7 phút hơn là mới crack. Thế thì mẻ này mình dự kiến là mình cũng chỉ ra cả khoảng tầm 6 phút rưỡi thôi, hoặc có thể là sớm hơn. Cái khó của rang các cái máy thủ công này là như vậy, không có hệ thống dò nhiệt, phải dựa vào cái cảm quan. Tuy nhiên thì mình phải cố gắng là fix những cái biến số, ví dụ như là lượng cà, ví dụ như là cái thời gian mình làm nóng máy, tức là cái nhiệt độ của chống rang và những cái một số cái biến số khác. Mình cho ra đây, mình muốn rang lai mà, nên là khi mình thấy nó tương đối thôi. Đó, mà chờ nó hết crack thì nó lại bị phản động mất rồi. Mẻ vừa rồi là chỉ khoảng 6 phút rưỡi là mình đã ra cà rồi. Chừng nào tới 2 phút lận, đó là một cái sự khác biệt lớn cả do cái cấp nhiệt thôi.
cả Giang Lai thì cái hương tự nhiên từ trong hạt cà nó sẽ được giữ khá là ổn. Cái hương đó là do quá trình enzyme nó tổng hợp trong hạt cà phê. Khi mà mình rang lai thì nó sẽ không bị chuyển hóa quá nhiều, nó sẽ giữ tương đối được cái hương vị đó cho đến khi mình chiết xuất. Đây là một số cái hạt. Đây, ví dụ như hạt này nở rất là đều. Mặc dù cái màu của nó thì không có phải là đậm lắm. Like lụa bên trong vẫn vàng. Hôm nay thì mình tắt máy thôi, mình chỉ rang hai mẻ thôi và mình sẽ so sánh giữa kết quả rang của ba cái mẻ này và mình sẽ uống thử ba cái mẻ này và đánh giá xem cái mẻ nào nó có cái hương vị ổn nhất cho cái mục tiêu rang của mình. Khá là ổn, cái hương nguyên bản của nó được giữ khá tốt. Mình đánh giá thì hai cái mẻ rang này của mình thì đã tiến bộ hơn cái mẻ rang của hôm trước. Tuy nhiên thì cái mẻ một này của mình thì bị một cái là thứ nhất là trống rang, khi đó thì nó hơi nguội, mình nạp cà vào nó hơi nguội. Cái thứ hai là cái nhiệt lượng mình cấp có thể là nó hơi thiếu. Còn cái mẻ số 3 này thì trống lại hơi nóng quá lúc mình nạp cà, bởi vì nó qua một cái mẻ rang rồi, trống cũng đã tích nhiệt rồi, thì mình nghĩ là mình sẽ nên là canh một chút thời gian cho nó xả bớt nhiệt ở trống ra, thì cái mẻ sau nữa mình sẽ làm như vậy, làm sao cho cái trống rang nó có cái nhiệt lượng vừa đủ để nó khởi đầu. Nhưng mẻ 3 này thì có vẻ là ổn hơn mẻ số 2 kia. Cà đây. Trong và ngoài rất là đều. Lụa vẫn vàng và mình rang lai.